Xuân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình Bạn Có Biết ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ sự trở lại của anh Anthony Nguyễn. Trước hết, chào Anthony. Cảm ơn chị. Hello VNTV, it's an honor to be here to update you on what's been going on in Congress and with Congressman Scott Peters. So, pleasure to be here. Vâng, thưa quý vị, anh Anthony một lần nữa, anh là phụ tá pháp lý cho văn phòng dân biểu liên bang, là Congressman Scott Peters của chúng ta. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì anh sẽ chia sẻ với chúng ta qua một cái đề tài cũng rất là nóng bỏng. Đó là thưa quý vị, chúng ta biết là trong một thời gian khá dài vừa qua thì chương trình bảo hiểm y tế của Hoa Kỳ mà chúng ta thường hay gọi là Obamacare, yeah. Và từ ngày mà tổng thống mới của chúng ta là ông Donald Trump lên nhậm chức thì đã có những cái tin tức cho biết là cái chương trình Obamacare này trong một thời gian sắp tới sẽ không còn nữa và sẽ được thay thế bằng cái chương trình mới. Thì Anthony có thể cho biết là với những người đang dùng cái chương trình Obamacare thì có bị ảnh hưởng gì không trong thời gian này? Dạ, thì sẽ không bị ảnh hưởng gì hết tại vì Quốc hội đang còn bàn giao về cái vấn đề này, thì bây giờ là mình chưa biết. So the issue of the healthcare debate is going to be still ongoing with Congress. They are still working to come up with a plan, and so we don't have any updates on that issue. It may take a year or two before they finalize on something. So everyone that's on the ACA or here in California, cover California, you should be okay with the plan if you're happy. But if not, then we will talk about the enrollment period. Vâng, thưa quý vị, anh Anthony cho biết là hiện tại thì Quốc hội cũng đang trong thời gian thảo luận, cho nên chưa có một cái đạo luật nào hoặc là chưa có một cái sự thay đổi nào cả. Cho nên quý vị nào đang có chương trình Obamacare và đang hưởng cái chương trình Obamacare, đặc biệt là sign up, tức là ghi danh trong chương trình Cover California, yeah, thì không có gì thay đổi cả. Và anh Anthony có thể đã cho biết là nhiều khi sẽ kéo dài 1 năm cho đến 2 năm nữa, chúng ta không biết. Cho nên quý vị nào đang có Obamacare, đang sử dụng chương trình Obamacare thì quý vị tiếp tục. Và anh nói là nếu mà chúng ta hài lòng với cái chương trình chúng ta đang có thì quý vị không phải làm gì cả, phải, yeah, không anh? Thì if you're happy with your provider, then stay with them, you don't have to make any changes. The enrollment period is only for those who do not have health insurance and you want to get covered, or if you're not happy with the provider or the plan that you have, now is your opportunity to change it. Vâng, thưa quý vị, với những người nào đang hưởng chương trình bảo hiểm y tế Obamacare và quý vị hài lòng với một cái chương trình của quý vị thì quý vị không phải làm gì cả và cũng không ảnh hưởng gì đến quý vị cả. Thì Cover California đang mở ra một cái chương trình gọi là enrollment period. Bắt đầu từ ngày nào anh? Dạ, yeah, thì cái enrollment period đó là cái cơ hội để cho mình có thể thay đổi hoặc là ghi danh. Thì cái đó là bắt đầu ngày 1 của tháng này, tháng 11, thì nó đã bắt đầu rồi. Mà cái ngày cuối đó là ngày 15 của tháng 12, cho nên họ có chỉ cho mình 45 ngày để mà ghi danh mà thôi. Để cho được bắt đầu qua tháng 1 mới được. So I just explained that the enrollment period starts on the 1st of November, so it's already started. And it's going to go until December the 15th, and that's to ensure that you have coverage by January. Different states have different enrollment period. For California, it actually extends to the 31st of January. So it's a little bit longer, but of course, if you sign up in of January, you won't get it until the next month. So just to ensure that you have coverage for January, make sure you sign up by December the 15th. Vâng, thưa quý vị nào mà chưa có chương trình Obamacare và muốn ghi danh trong chương trình Obamacare thì quý vị đây là cái thời điểm để quý vị có thể gọi để mà ghi danh. Và quý vị nào mà đang hưởng chương trình Obamacare và quý vị không hài lòng với cái plan hiện tại của mình thì quý vị cũng có thể ghi danh lại. Ngoài ra không có gì ảnh hưởng đến cái chương, yeah, trình của chúng ta hiện tại, yeah, phải không? Thì những người nào có Medicare hoặc là Medi-Cal hoặc là có bảo hiểm trong chỗ làm đó thì những người đó không có nó không có quan hệ. Tại vì cái này là chỉ những người nào mà không có bảo hiểm thôi. Đây là cái cơ hội để mà sign up. So, if you have Medicare, Medi-Cal or health insurance through your workplace, that means that you're already covered. So, you don't need to have health insurance under Cover California. So, this is essentially for those who are not insured or underinsured and want to get covered. Và quý vị nào mà nếu mà muốn ghi danh thì thưa quý vị có số điện thoại để mà quý vị có thể gọi. Đó là Cover California, có số điện thoại là 1-800-300-1506. Right, so there's a lot of organization and health clinics here in San Diego that can help you enroll. So they are certified
health navigators and health enrollers. So if you have questions about how to sign up or need help with the application, feel free to reach out. The number that she just gave, 1-800-300-1506, is the official hotline to call. For those who are Vietnamese viewers, there is another number that's language specific, and there's also language for other language too, including Tagalog for the Filipino community or Chinese for the Chinese community. But for the Vietnamese viewers, you would want to call 1-800-652-9528, and a Vietnamese person will actually pick up and talk to you. Vâng, thưa quý vị, và quý vị, cái số điện thoại, chúng ta có số điện thoại miễn phí là 1-800-300-1506, đó, cái đó là main line, tức là cái đường dây điện thoại chính. Và có rất là nhiều những cái đường dây điện thoại để phục vụ cho nhiều ngôn ngữ khác nhau. Và cái số điện thoại dành cho người Việt Nam của chúng ta là 1-800-652-9528, một lần nữa 1-800-652-9528. Anh Anthony, vậy anh có thể nói một cách rất là tổng quát, anh nghĩ như thế nào về Obamacare và về Trumpcare trong thời gian sắp tới? So just the opinion on Obamacare and Trumpcare. So right now, it's a bit frustrating times in Congress. They are still trying to talk to each other to come up with a plan that sort of satisfies both sides of the aisle. It's a bit difficult to do, so that's why they're struggling with getting the support and votes to move forward. And of course, there's a lot of pushback from the community in terms of what they want to see in the new healthcare bill. So right now, since nothing was done in terms of the month of September, the likelihood of anything happening for the rest of the year is very slim. So that's why, optimistically, probably something will happen within the next one or two years, but it's going to require a lot of working together and coming up with a solution. Vâng, thưa quý vị, anh Anthony vừa cho biết là Quốc hội đang làm việc rất là cật lực cũng như là rất là căng thẳng, vì hiện tại, ngay tại bây giờ thì Quốc hội cũng chưa có đi đến một quyết định chính xác như thế nào, và anh tin đoán rằng phải là từ 1 cho đến 2 năm sắp tới thì chúng ta mới có những cái tin tức mới, cho nên quý vị an tâm, sẽ không có gì thay đổi cả. Yeah, and then I just want to remind you that even if there's a new change to the healthcare bill, even if it passed, it's still going to take a couple of years to actually implement the new law. So that's why we said don't worry about next year or even 2019, because even if a law is passed, it's going to take time to actually implement it. Vâng, và anh cũng cho biết thêm là cho dù cái dự luật chính thức được công nhận đi chăng nữa thì cũng phải cần một thời gian từ 1 đến 2 năm cho đến khi cái dự luật đó được công nhận. Và cảm ơn anh Anthony rất là nhiều cho phần update ngày hôm nay, thưa quý vị, về chương trình bảo hiểm y tế Obamacare một lần nữa, không ảnh hưởng gì cả và không có gì thay đổi cả, quý vị yên tâm nhé. Cảm ơn quý vị và xin ân ái chào tạm biệt.